Hello, em lên một con đồng hồ Seiko automatic nha cả nhà. Đó, mới keng nha. Rất rất đẹp luôn, size của nó là 42. Kính là kính sapphire cả nhà. Nè. Bên dây này em mới lột siêu ra cả nhà. Rất đẹp luôn nha. Đề mi khóa bướm, đằng sau lộ máy. Máy là máy NH35A 24 chân kính, máy Seiko chính hãng nha. Dạ quang cực sáng, mặt nâu cà phê. Kiểu dáng này là giống ba Tết Philip tiền tỷ nha, Seiko. Còn đây là dạ quang cả nhà. Rất là sáng nha. Nấm là nấm cổ chai. Có cả có tay và có hacking stop luôn. Đó, dòng máy đời mới mới có nha, ấn vô chạy tiếp. Có tay. Con này khó khăn lắm em mới lấy được về nha cả nhà, đặt được đúng một con thôi. Đó. Rất đẹp luôn cả nhà. Mới keng, mới tinh chưa qua sử dụng nha. Giá cực yêu luôn. Đó, đáy xoáy nha. Thì mấy con này máy của nó là Seiko, an tâm mà xài trọn đời luôn đó nha. Giá hả, cực kỳ yêu luôn. Automatic nha, kính sapphire, dây thép đúc, khóa bướm. Bướm mà còn bấm ra nha. À, lúc mình đeo vô nè. Để này trước, để này sau nó gài lại nè. Đó, xong mình ấn ra nè. Đó. Gà còn nguyên siêu nha. Rồi em mời cả nhà nha.